Xin chào tất cả mọi người. Đây là bài học số 22 ở trong chương trình tự học tiếng Pháp vỡ lòng. Và trong bài này chúng ta sẽ học tính từ chỉ định, adjective demonstratif. Adjectif là tính từ, demonstratif là cùng gia đình với động từ démontrer, démontrer là chứng minh một cái điều gì. Démontrer là giải bày một cái điều gì cho người ta hiểu. Démontrer là chỉ một cái gì cho người ta thấy. Vậy chúng ta thấy demontre thì không có ký tự S sống như ở trên trong tính từ. Và tôi đã tô màu vàng để cho mọi người thấy. Đây là một tiểu tiết, đây là một cái chi tiết rất là nhỏ. Nhưng mà chúng ta cũng cần để ý để khi viết để cho nó viết cho nó đúng chính tả. Khi viết thì chúng ta phải cho ký tự S vào chỗ này. Và nhất là khi đọc thì phải cho người ta nghe thấy cái âm S. Adjective demonstrative trong khi động từ thì không có khê adjective demonstrative chúng ta thấy có cái âm s nó nằm ở giữa và khi đọc cái tên gọi tính từ chỉ định và tiếng pháp là adjective demonstrative thì chúng ta đã hiểu nội dung chức năng của cái loại tính từ này tính từ này đi với một cái danh từ để chỉ cho người ta thấy đây là ai người này hoặc là cái đồ vật gì vật này người này vật này hoặc là một cái danh từ chủ được chủ tượng ngày này tháng nọ, vân vân như vậy chính tính từ chỉ định để nói rõ để xác định một người một vật hay là một danh từ chủ tượng tính từ chỉ định gồm có bốn chữ c c c và khi chúng ta đọc nhanh thì chúng ta sẽ thấy là nó có hai cái tính từ phát âm hoàn toàn giống nhau c c c như vậy hai cái tính từ này phát âm hoàn toàn giống nhau này nhưng mà khi dùng cách dùng của nó thì hoàn toàn là khác nhau và chúng ta sẽ xem cái tính từ C CES này trước CES là một tính từ dùng đi với một cái danh từ số nhiều và danh từ số nhiều này bất kể nó là giống được cái giống cái masculine hay feminine như vậy C này rất là dễ dùng khi chúng ta thấy một cái danh từ nó số nhiều và chúng ta muốn chỉ định thì cứ dùng tính từ C là chắc chắn là chúng chẳng hạn C các quyển sách này C, Tab là các cái bàn này Chúng ta thấy phở là một danh từ giống đực Masculine, I leave Tab là một danh từ giống cái table. Nhưng mà dù là giống đực Hay là dù là giống cái Thì người ta cũng dùng chung cái tính từ C Như vậy chúng ta đã giải quyết được Tính từ C số nhiều rất là dễ dùng Và Tôi xin nhắc lại Khi chúng ta muốn chỉ định những cái danh từ gì số nhiều Bất kể nó là giống đực hay giống cái Chúng ta dùng C S, C, O, S Phát âm là C và bây giờ còn lại ba tính từ chỉ định kia thì chúng ta xem cái tính từ set set tức là c o d t o -E. ở đây chúng ta cũng phát âm là set này mà chúng ta xem cái tính từ set này trước tính từ set này đi với một danh từ số ít singulier và là giống cái và người ta chỉ nói như vậy thôi như vậy chúng ta hiểu là dù là giống cái mở đầu bằng nguyên âm như là setoron và trái cam này dù là danh từ giống cái mở đầu bằng một phụ âm seternui dù là một danh từ giống cái mở đầu bằng một chữ Ascom Setoclos, đồng hồ treo tường này, thì cứ hễ đây là một danh từ giống cái mà chúng ta muốn chỉ định, thì chúng ta dùng chữ Set là chúng. Bất kể nó mở đầu bằng nguyên âm, hay là phụ âm, hay là Ascom. Như vậy chúng ta đã xem hai tính từ C và Set. Bây giờ còn lại hai tính từ Sơ Set, thì chúng ta sẽ giải quyết như sau. C, -o, phát âm là Sơ đi với một danh từ giống được số ít mở đầu bằng phụ âm. Chẳng hạn, sơ đi trước một danh từ giống được mở đầu bằng phụ âm. Phụ âm đây là em mà. Trong khi COT, chúng ta cũng phát âm là set nhé, thì đi với một danh từ giống được số ít mở đầu bằng một nguyên âm. Nguyên âm ở đây là A, setup, đi chiều hôm nay hoặc là một danh từ mở đầu bằng ascom setive mùa đông này như vậy đây chúng ta để ý này khi chúng ta có một danh từ giống được số ít mở đầu bằng phụ âm thì chúng ta cứ dùng sơ khi chúng ta có một danh từ giống được số ít mở đầu bằng nguyên âm hay ascom thì chúng ta dùng set như vậy chữ set này người ta thêm chữ t vào đây là ce này đây là ce này người ta thêm chữ t này vào để cho nó dễ đọc nó có thể nối với nguyên âm của từ đi sau trong khi xét này cũng đọc giống như thế này để đi với bất cứ danh từ giống cái nào như tôi chúng ta vừa mới nói cho dù danh từ giống cái đó mở đầu bằng nguyên âm hay là phụ âm hay là ascom như vậy nếu chúng ta nhớ được cái bảng này thì chúng ta sẽ hiểu được tính từ chỉ định là gì và tôi xin nhắc lại tính từ chỉ định gồm có bốn chữ sơ xét c và trong này có hai cái tính từ phát âm giống nhau sơ xét c tính từ c dùng cho danh từ số nhiều kể cả giống đực, kể cả giống cái tính từ set gồm có hai t này đi với một danh từ số so ít giống cái bất kể nó mở đầu bằng nguyên âm hay phụ âm hay là ascom và còn lại sơ so set này thì chúng ta thấy sơ so đi với một danh từ giống đực số so ít mở đầu bằng phụ âm sơ so mata sơ so live vân vân và set này c so đi với một danh từ giống đực số so ít mở đầu bằng nguyên âm hay là ascom và sau đây chúng ta sẽ coi một số các cái câu ví dụ cho tất cả bốn tính từ sơ xét xét c và tôi sẽ soạn ra một số các câu ví dụ cho từng tính từ tính từ sơ tính từ xét tính từ xét và tính từ c nhưng mà tôi xin uh, ngỏ một lời như thế này là bởi vì chúng ta tới đây tới trình độ bài 22 này chúng ta chỉ mới học động từ avoir và động từ être do đó tôi chỉ giới hạn các cái câu ví dụ này trong các cái động từ đó chúng ta chưa đưa vào các cái động từ mà gọi là động từ hành động chúng ta sẽ học trong những bài sau nếu đưa vào bây giờ thì một số người đọc những câu đó thì sẽ bị uh, bối rối chưa có hiểu được thì nó cũng không có bổ ích gì thì chúng ta làm những cái câu rất đơn giản như vậy các anh chị sẽ thấy là ở trong các cái câu ví dụ sắp uh, sẽ uh, trình bày sau đây đó là những câu ví dụ rất là đơn giản chỉ có động từ a chỉ có động từ s và thỉnh thoảng có ilia thôi và một vài chỗ, có một vài vài, vài câu tôi phải dùng tập từ khác để cho cái câu nó có ý nghĩa. Chúng ta sẽ xem một số các cái câu ví dụ đi với tính từ ce và chúng ta nhắc lại. ce này đi với một danh từ giống được số ít mở đầu bằng phụ âm. Chúng ta coi tạm ba chỗ này nhé. Sơ sáng hôm nay. Sơ soa, tối hôm nay. Sơ tháng này. Như vậy đây là ba danh từ giống được số ít mở đầu bằng phụ âm. Phụ âm M mà phụ âm S, phụ âm M, như vậy chúng ta phải dùng sơ. Sáng nay, anh ta có hẹn với nha sĩ. Matin, il a rendez-vous chez le dentiste. Dentiste là nha sĩ, là tên, là danh từ chỉ một người. Thì chúng ta dùng giới từ C, giới từ C phải đi với một danh từ chỉ người. Rendez-vous, chúng ta coi đây là một danh từ. Danh từ này có cái dáng dấp giống như một cái động từ bởi vì trong danh từ này chúng ta thấy có vu này, vu là cái đại từ ngôi thứ hai số nhiều Ở rendez, rendez cũng là ngôi thứ hai số nhiều của động từ ron, nhưng thực chất đây là một danh từ a đi vu một cái hẹn. S'amater il a rendez chez le dentiste, sáng nay anh ta có hẹn với nha sĩ. Tối nay, tối nay có một buổi hòa nhạc ở trong làng. Ce soir il y a un concert au village. Il y a là có anh là một buổi hòa nhạc Ovila ở trong làng Sơ Soa. Vậy tối hôm nay có một buổi hòa nhạc ở trong làng. Tháng này Sơ Moa. Vào tháng này chúng tôi có những kỳ thi On Sơ Moa. Vào tháng này Nous avons des examens. Chúng tôi có những kỳ thi vào tháng này. Tức là tháng năm, tức là tháng cuối của năm học Thì hầu hết tất cả các cái trường từ cấp nhỏ cho tới cấp cao đều tổ chức các kỳ thi chúng ta đang ở tháng 5 thì chúng ta có thể nói câu này on ce vào tháng này nous avons des examens nhiều cái tháng này học sinh sinh viên ít đi chơi tập trung vào để thi cử cuối năm tiếp theo chúng ta lại có một số các cái quốc các cái danh từ ở đồng bằng phụ âm thì chúng ta cũng dùng sơ sơ xứ sở này hay là quốc gia này sơ fleuve dòng sông này sơ devoir bài làm này sơ các chê khu phố này như vậy trong bốn uh, những câu ví dụ này chúng ta thấy các danh từ đều mở đầu bằng phụ âm p f d q và chúng ta dùng tính từ ce chúng ta có thể dịch chữ pi này là một xứ sở hay là một quốc gia cũng được và tôi đưa ra một cái ví dụ với ý nghĩa là quốc gia sơ pi e pauvre. quốc gia này rất nghèo ví dụ chúng ta đang đọc cái tin tức về nước sudan ở bên Sudan vào tháng 5 này, những cái tháng ngày tháng này của tháng 5 vào năm 2023 đang xảy ra một cái cuộc nội chiến rất là tàn khốc. Hai phe phái ở trong đất nước này đánh nhau, giao chiến lẫn nhau và tạo ra những cái thảm cảnh cho dân chúng. Nhưng mà quốc gia này là một quốc gia rất là nghèo, đã nghèo rồi lại còn chiến tranh nữa thì rất là cực. Ce pays est très pauvre. Ce fleur là dòng sông và chúng ta để ý fleuve là dòng sông, dòng sông to ở Việt Nam chúng ta chỉ có hai dòng sông có thể dùng chữ Fleur và đó là sông Hồng ở miền Bắc và sông Cửu Long ở miền Nam. Ce fleuve est originaire de Chine. Être originaire de là xuất phát từ, bắt nguồn từ, có gốc gác từ. Dòng sông này bắt đầu bắt nguồn từ Trung Quốc. Ý ở đây nói là sông Hồng, sông Hồng Hà bắt nguồn từ Trung Quốc rồi chảy qua biên giới ở chỗ lào cai rồi đổ vào trong lãnh thổ của việt nam. C'est devoir là bài làm này, bài làm tức là bài làm được thầy cô giáo cho để mang về nhà làm á. devoir est difficile. Các bạn học sinh này nói là bài làm này khó quá. C'est devoir est difficile. Tiếp theo chúng ta để có một số danh từ mở đầu bằng phụ âm và dùng, cũng dùng tính từ sơ, sơ các chê ở khu phố này. Trong khu phố này có nhiều tiệm quán. Dans ce quartier, il y a des commerce. commerce tôi tạm dịch là các cái tiệm, các cái quán, tức là những nơi người ta làm mở ra để mua bán hoặc là để ăn uống, tạo ra các cái dịch vụ. Commerce nói chung, như vậy khi chúng ta thấy một cái con phố, một cái khu phố mà có nhiều hàng, hàng ăn, hàng quán, các cái dịch vụ, các cái tiệm bán, đồ đạc thì chúng ta gọi chung là commerce. Dans ce quartier, il y a des commerce. Ce marché là ngôi chợ này. Ngôi chợ này rất lâu đời. Lâu đời tức là nhiều tuổi. Ce marché est très ancien. Ngôi, những cái ngôi chợ mà xây từ mấy chục năm trước, có khi cả trăm năm trước. Như ở Hà Nội có chợ Đồng Xuân, ở Sài Gòn có chợ Biến Thành, ở ngoài Huế có chợ Đông Ba, vân vân ở Cần Thơ có chợ Ninh Kiều đó là ngôi chợ xây từ rất là lâu tuổi đời của nó tính từ 50 năm đổ lên thì chúng ta gọi là ngôi chợ này rất là lâu đời nhiều tuổi Ce marché est très ancien và chúng ta học danh từ supermarché là siêu thị Ce supermarché siêu thị này mở cửa đến 9 giờ tối Ce supermarché est ouvert jusqu'à 22 giờ ở đây chúng ta đọc nối này Ce supermarché est ouvert jusqu'à jusqu'à là cho tới 22 h 22 h tức là 10 giờ tối. Ce numéro de téléphone số điện thoại này. Ví dụ ce numéro de téléphone est gratuit. Số điện thoại này thì miễn phí, miễn phí tức là gọi vào cái số này thì không tốn tiền. Ở bên Pháp chúng ta nhận diện ra cái số điện thoại miễn phí đó là nó luôn luôn có cái màu xanh lá như thế này và tạo gọi là numero ve ve là màu xanh lá khi chúng ta thấy các cái con số điện thoại mà có màu xanh lá này thì chúng ta gọi không tốn tiền ví dụ zero with zero zero this van như vậy là cái dịch vụ gọi miễn phí từ thứ hai cho tới thứ sáu từ 8 giờ cho tới 17 giờ như vậy trong giờ hành tránh mà gọi không tốn tiền tức là đây là một cái số điện thoại miễn phí sơ numero de telephone est như vậy trong các cái ví dụ trên chúng ta thấy người ta dùng tính từ co này đi với các danh từ giống được số ít mở đầu bằng phụ âm sơ chẳng hạn rồi sơ các chia rồi sơ marché rồi sơ supermarché vân vân vậy chúng ta rất là dễ nhớ tất cả các danh từ giống đực nào mà số ít mở đầu bằng phụ âm thì chúng ta dùng sơ vậy vấn đề của chúng ta là phải phân biệt đây là tính từ danh từ giống đực hay là danh từ giống cái Và sau đây chúng ta sẽ coi một số câu ví dụ với tính từ C-O-T, cũng phát âm là set đó. Chúng ta đã nói là hai tính từ này phát âm hoàn toàn giống nhau. set set C. Nhưng mà chúng ta coi cái tính từ C-O-T, tức là nó thuộc về giống đực, nó thuộc về masculine. Nó là đi với một danh từ giống đực masculine. Nhưng mà danh từ này lại phải mở đầu bằng nguyên âm. Ví dụ như là set up remedy hoặc, hoặc là askum setive set Và giờ, bây giờ chúng ta coi một số câu ví dụ với tính từ C-O-T này phát âm là set và trước khi coi các cái câu ví dụ này chúng ta cần lưu ý trước là tính từ set đi với một danh từ giống được mở đầu bằng nguyên âm hay là ascom do đó chúng ta bắt buộc phải có cái sự đọc nối chẳng hạn như là set up comedy set up page bắt buộc phải đọc nối bởi vì ký tự t này đứng trước một danh từ danh từ mở đầu bằng một nguyên âm hay là ascom chiều hôm nay tôi không có giờ học set up comedy je n'ai pas cours. Như vậy chỗ này chúng ta cũng phải đọc nối. Set up remedy, je n'ai pas cours. Động từ avoir cours là có giờ học, không có giờ học. Je n'ai pas cours, set up remedy. Cái máy này, set up Paris est bloqué. Và chúng ta thấy cái điện thoại này trên màn hình nó có cái khóa. Như vậy điện thoại này vì một lý gì, lý do gì đó không biết nó bị khóa lại, không có hoạt động nữa. Ở chúng ta phải tìm cách để mà mở khóa ra thì nó mới hoạt động được. Và chúng ta nói là cái máy này bị khóa rồi. Cet appareil est bloqué. Cái máy này nó bị khóa lại. Động từ bloqué là làm cho nó kẹt, không có hoạt động nữa. Cet appartement, căn hộ này. Căn hộ này không có to nhưng sáng sủa và sạch sẽ mais clair et propre. căn hộ này không to lớn không có rộng nhưng mà rất sáng sủa, clear và sạch sẽ. Prop mùa thu này mùa thu này rất là nóng. Setuton chúng ta biết là mùa thu ở bên các cái xứ ôn đới thì bắt đầu thời tiết bắt đầu trở lạnh, không còn mặt trời nhiều nữa và mây mù rồi gió rồi mưa và nhiệt độ xuống thấp. Nhưng mà đặc biệt là cái mùa thu này thì lại không có lạnh. Mùa thu này rất nóng. chúng ta biết là cái hiện tượng biến đổi khí hậu nó làm cho nhiều vùng miền khí hậu rất là thay đổi. Lúc trước thì lạnh, bây giờ thì nóng. Có những vùng vùng miền lúc trước mưa nhiều, bây giờ không có mưa nữa. Và người ta nói là Setoton et Reso, mùa thu này nóng quá. Setonfort là đứa bé này. Setonfort est le fils de mon voisin. Đứa bé này là con trai của người hàng xóm của tôi, hàng xóm là anvoza, hàng xóm của tôi là mon voisin. Sept enfant est le fils de mon voisin. là mùa hè này, mùa hè này ở Paris đầy du khách. CTT il y a plein de touristes à Paris. Chúng ta thấy ET là một danh từ giống được thì do đó, đó mở đầu bằng nguyên âm chúng ta phải dùng tính từ set Bài tập này, đây cũng là một danh từ masculine giống được. Chúng ta phải dùng set. Bài tập này khó quá. Set exercises est difficile. Khách sạn này, đây là một danh từ giống được mở đầu bằng ascom. Chúng ta cũng dùng set. Trong khách sạn 4 sao này có đủ tất cả mọi tiện nghi. Dans set total 4 étoiles, il y a tous les confort. Étoile là một ngôi sao. Và người ta xếp hạng cái khách sạn này gồm có 4 ngôi sao khách sạn 4 sao thì nó có rất nhiều tiện nghi cao cấp India Tu Comfort có tất cả mọi cái loại tiện nghi Sativa là mùa đông này chúng ta thấy đây cũng là một danh từ masculine mở đầu bằng ascom thì chúng ta phải dùng set mùa đông này rất là khắc nghiệt trên vùng miền của thế giới Sativa est, est très dans beaucoup de régions du monde à, như chúng ta vừa lấy ví dụ bên trên đó, do biến đổi khí hậu thì có nhiều cái vùng miền lúc trước thì nóng bây giờ thì lạnh lúc trước lạnh thì bây giờ thì nóng lúc trước mưa nhiều bây giờ hết mưa lúc trước mưa ít bây giờ ngập lụt và chúng ta nói là cái mùa đông này rất là khắc nghiệt và khi nói về cái sự tính khắc nghiệt của một cái mùa nhất là mùa lạnh thì chúng ta dùng tính từ rude rude là khắc nghiệt là khó khăn cet hiver très rude dans beaucoup de régions du monde người đàn ông này cet homme à? Người đàn ông này là chú của tôi Và chúng ta thấy thêm chữ là này Thì chúng ta không phải người đàn ông đứng ngay sát là mình Mà đứng ở xa xa Chữ là là chỗ kia Người đàn ông kia là chú của tôi Chúng ta lấy tay chúng ta chỉ Cái ông kia kìa Cái người đàn ông kia kìa là chú của tôi sẽ tâm la Ông là những người đàn ông Mà ngang vai với ba mình hay là mẹ mình Chúng ta gọi là chú, cậu, bác hay là bên phái ở bên mẹ mình ấy, thì gọi là cậu hay là bác hay là dượng gì đó đều gọi chung là ông Setonla Emonongla con chim này Setuazo con chim này nó hót rất là thường xuyên tức là nó hay hót ở đây tôi tạm dùng một cái động từ chúng ta chưa học nhưng mà chúng ta cũng có thể nhớ này con chim này nó hót thường xuyên Setuazo chant regularly hát một cách đều đặn tức là nó cứ hay hót nó cất tiếng hót tim National, chúng ta đọc nối, do đó chúng ta sẽ thành là tim National. Im là, là bài hát thôi, nhưng mà nói một cách trang trọng, bài hát của quốc gia, tức là bài quốc ca. Bài quốc ca này hay quá, tim National et Rebo". nghe lên rất là hay. Thực sự ra là bài quốc ca của quốc gia nào cũng hay hết, nhưng mà chúng ta có cái có cái thẩm âm, chúng ta nghe cái bài này chúng ta thích hơn, bài kia nó cũng hay nhưng mà nó hơi buồn, nó hơi đều đều, và chúng ta phát biểu là cái bài quốc ca này rất là hay et très Và bây giờ chúng ta chuyển qua tính từ chỉ định giống cái set Và chúng ta đã nói tính từ chỉ định này đi với tất cả các danh từ giống cái Cho dù nó bắt đầu bằng một nguyên âm Ví dụ như là set orange, trái cam này Cho dù nó bắt đầu một bằng một phụ âm Set nuit, đêm này và cho dù nó bắt đầu bằng một chữ ashcom, setoclose, thì khi chúng ta thấy là khi là một danh từ giống cái, thì chúng ta bất kể nó mở đầu bằng phụ âm hay nguyên âm, chúng ta cũng dùng tính từ set. Ở đây là một cái câu dự báo về thời tiết. Và dự báo thời tiết thì thường thường người ta nói về tương lai. Không ai nói dự báo thời tiết về cái hiện tượng thời tiết đang xảy ra trước mắt. Người ta nói về tương lai. Tương lai thì phải dùng thì tương lai, nhưng mà từ người ta lại hay dùng thì hiện tại bởi vì nó rất là gần. Người ta nói là đêm nay tuyết sẽ rơi ở trong cái thành phố này, vùng này. Cette nuit, il y a des chutes de neige. là rơi từ trên cao rơi xuống. Neige là, là tuyết. Đêm nay sẽ có tuyết rơi. Nhưng mà người ta không dùng động từ ở tương lai. Được bởi vì nó rất là gần. Chẳng hạn như bây giờ là 8 giờ tối, người ta bảo đêm nay thì chỉ còn 2-3 tiếng nữa. Ở cái vùng này, ở cái thành phố này sẽ có tuyết rơi và set đi với một danh từ mở đầu bằng nguyên âm xin lỗi đây là phụ âm set the là tuần này tuần này sẽ có nắng trên phạm vi cả nước đây cũng là một cái câu tin dự báo thời tiết set sermon là india du soleil dans tout le pays trên toàn quốc pháp thì đều có mặt trời đây là bản đồ về dự báo thời tiết và chúng ta thấy đây là lãnh thổ nước Pháp này, cái phần màu xanh này thì chúng ta thấy ở trên tất cả các cái địa điểm chính các cái thành phố lớn thì đều có cái hình màu vàng này là ông mặt trời đó như vậy trên toàn lãnh thổ của nước pháp đều có mặt trời tức là nắng nắng trên toàn lãnh thổ của nước pháp từ bắc chí nam từ đông sang tây tuần này sẽ có nắng trên phạm vi cả nước il y du dans tout le pays và chúng ta thấy bây giờ lại có một cái danh từ mở đầu bằng một nguyên âm ANE người ta cũng dùng set bởi vì đây là một danh từ giống cái. Set này là năm nay. Năm nay Paris hy vọng sẽ đón tiếp 33 triệu du khách. Ở đây tôi tôi tạm dùng một cái động từ nhóm 3. Động từ Aton là chờ. Paris đang chờ đón 33 triệu du khách năm nay. Tức là tôi dịch là Paris hy vọng đón tiếp 33 triệu du khách du lịch trong năm nay. Paris Aton 33 millions de touristes cette année. Cet année là vào năm nay. Cette ville là thành phố này. Ở thành phố này có quá nhiều ô nhiễm. Il y a tellement de pollution dans cette ville. Hoặc là chúng ta có thể đổi về bằng một cái dùng một cái danh từ tích cực. Ở thành phố này có rất nhiều điểm vui chơi. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta có thể đổi thành uh, danh từ attraction là một sự lôi cuốn hấp dẫn. Il y a tellement d'attractions dans cette ville. Trong thành phố này có quá nhiều cái điểm vui chơi hấp dẫn mọi người. Hoặc là ô nhiễm, hoặc là vân, vân vân và chúng ta có danh từ la rue, la rue một con đường là một con phố, đây là một danh từ feminine, chúng ta cũng dùng tính từ feminine ở con đường này vào giờ cao điểm luôn bị kẹt xe, tức là trong con đường này có những cái chỗ kẹt xe vào giờ cao điểm, giờ cao điểm buổi sáng, buổi chiều. Dans cette rue, il y a des bouchons aux heures de pointe. Chúng ta thấy con phố này, con đường này thì phải dùng giới từ dans và bouchon là các cái sự kẹt xe, aux, heures, aux là giờ point là giờ cao điểm. Dans cette rue, il y a des bouchons aux heures de pointe và đây chúng ta chỉ đến cái con đường này, này, cái con phố này này, bao giờ cao điểm thì luôn luôn bị kẹt xe. lá thư này set letter, lá thư này được gửi đến ông Agno, giám đốc của công ty Pacific. và tôi lấy đây một cái ví dụ. set letter, et adressé. adressez là được ghi tên được gửi tới Monsieur Agno, directeur de la compagnie Pacific. và chúng ta cũng thấy đây là tính từ chỉ định set letter. Cette adresse, chúng ta để ý phải đọc nối. Cette adresse, cái địa chỉ này, không thể nào tìm được cái địa chỉ này. Inlet est impossible de trouver cette adresse. Và chúng ta cần để ý các, cái nối, đây là các cái nối bắt buộc ở trong cái câu này. Il est, bắt buộc phải nối. Il est impossible, bắt buộc phải nối. Cette adresse, cũng bắt buộc phải nối. Không thể nào tìm được cái địa chỉ này il est impossible de trouver cette adresse. Căn nhà này thì là của tôi. Cette maison est à moi. chúng ta có nhiều câu ví dụ khác với cái chữ cette maison này. Và sau cùng chúng ta có danh từ date. Date là ngày tháng năm. Ngày tháng này. Hàng năm người ta cử hành ngày đáng nhớ này trên toàn quốc. Đáng nhớ là Memorial. Cử hành là celebrate. Cái ngày đáng nhớ này thì được cử hành tất cả mọi năm trên toàn quốc chẳng hạn như cách đây ít ngày ở trên, ở trên toàn quốc pháp người ta nghỉ lễ kỷ niệm ngày chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt chiến tranh thế giới hai là một cuộc chiến tranh tàn khốc đã gây ra tàn phá đổ nát chết chóc cho rất nhiều người hàng triệu người và khi chiến tranh chấm dứt thì người ta rất là vui mừng và hàng năm cứ tới ngày đó ngày mùng tám tháng 5 thì người ta kỷ niệm cái ngày này trên toàn quốc và cái ngày này gọi là Sète date mémoire, đây là một cái ngày không thể nào quên được. Từ năm 1945 tới nay là đã 80 năm rồi và người ta không thể quên được. Hàng năm cứ tới ngày này là toàn dân Pháp kỷ niệm cái ngày này. Sète date mémoire est célébrée tous les ans dans tout le pays. Và bây giờ chúng ta coi một số các cái câu ví dụ với tính từ cuối cùng là tính từ C, c -O -S. Và chúng ta đã nói ở đầu bài tính từ này rất là dễ dùng bởi vì nó đi theo một cái danh từ số nhiều. Và danh từ số nhiều này bất kể nó là giống được hay giống cái thì chúng ta cũng đều dùng C. Ces paroles sont dures. Những cái lời nói này gay gắt quá, nói quá gay gắt. Chúng ta thấy parole là một danh từ giống cái, cũng dùng C nhé. Những quyết định này thực sự là rất quan trọng. Ces décisions sont vraiment difficiles hoặc là important rất là khó khăn cũng được. Tôi dịch difficile là khó khăn đi, rất là khó khăn. Chúng ta có những cứ những cái quyết định mà rất là khó để có thể lấy cái quyết định đó thì chúng ta gọi là difficile. Ces décisions sont vraiment difficiles. Như vậy đây cũng là một danh từ giống cái số nhiều. Ces élèves sont en difficulté các học sinh này đang gặp khó khăn khó khăn đấy không có nói là khó khăn về tài chính là khó khăn trong việc học như vậy ele và một danh từ masculine cũng dùng c các học sinh này đang gặp khó khăn về việc học về cái môn gì đó ces élèves sont ton difficulté các cái giấy tờ này rất là quan trọng ces papiers sont très important những cái bài hát này hay quá ces chansons sont très belles là chúng ta để ý beau belle là tính từ nói lên một cái vẻ đẹp. Ở masculine này là bo. Ở feminine thì là belle. Nhưng mà ở đây khi dùng với một cái bài hát, một cái câu chuyện thì chúng ta dùng belle thì không có nghĩa là đẹp, chúng ta phải dịch với ý nghĩa là hay. C chanson son très belle. Những bài hát này thì rất là hay và chúng ta thấy danh từ bài hát cũng là một danh từ feminine và người ta cũng dùng tính từ c est các cái dự án này quá tốn kém, coûte là tốn rất nhiều tiền, ces projets sont très coûteux. Những cái dự án mà đào hầm, rồi làm cầu vượt biển, rồi làm các cái sân bay, rồi làm các cái đường sắt cao tốc, đó là dự án rất là tốn kém, ces projets sont très coûteux. Ces expressions sont très courantes. Expression là các cái cách nói, thì cái cách nói này rất là thông dụng hay được người ta dùng như vậy chúng ta thấy expression là danh từ số nhiều là danh từ feminine cũng dùng c như vậy tóm lại trong các câu ví dụ vừa mới đưa ra thì chúng ta thấy là tính từ c được dùng với cả tính từ giống đực và giống cái nghĩa nó là số nhiều giống cái expression projet giống đực song song giống cái papier giống đực eleven masculine giống đực, decision giống cái, Parole giống cái như vậy chúng ta có cái quy tắc là tính từ c-c-s dùng với một danh từ số nhiều danh từ đó có thể là masculine giống đực hay là feminine là giống cái như vậy chúng ta vừa mới học xong bài tính từ chỉ định và bây giờ chúng ta ôn lại các những cái điều chính à, tôi xin ôn lại cho tất cả các anh chị những cái điều mà chúng ta đã nói ở đầu bài tính từ chỉ định gồm có bốn chữ c-c-c so, 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 so trong đó có hai tính từ phát âm hoàn toàn giống nhau nhưng mà cách dùng khác nhau. C dùng cho một danh từ số nhiều, danh từ đó có thể là giống đực hay giống cái. Set dùng cho một danh từ giống cái, giống cái này có thể mở đầu bằng nguyên âm, phụ âm hay là ascom. Sơ dùng cho danh từ giống được mở đầu bằng phụ âm, sơ mata. Set dùng cho danh từ giống được số so ít mở đầu bằng nguyên âm hay là ascom, setup, remedy và setive. Nếu chúng ta nhớ được cái cách sử dụng của bốn tính từ này như vậy chúng ta đã học xong cái bài gọi là tính từ chỉ định và bây giờ phần cuối cùng chúng ta sẽ xem lại cái điều mà chúng ta đã có dịp nói ở trong một cái bài trước đây tức là trong tiếng pháp có tất cả là 6 loại tính từ 1, 2, ba bốn năm sáu tính từ thứ nhất là tính từ nghi vấn chúng ta đã học ở trong bài số sáu adjective interrogative tính từ chỉ số adjective numero chúng ta đã học trong các cái bài 7, 8, 9 tính từ phẩm chất adjective qualificative chúng ta đã học trong bài số 11 tính từ sở hữu adjective possessive chúng ta đã học ở trong bài 21 và trong bài này chúng ta học tính từ chỉ định adjective demonstrative trong bài 22 này như vậy chỉ còn có một loại tính từ nữa là tính từ bất định cái bài này chúng ta không thể dồn vào chúng ta trình bày trong một bài bởi vì nó tương đối là nó dài nó nó nhiều chữ cho đó chúng ta sẽ học từ từ rải ra trong nhiều bài khác nhau chúng ta không thể làm riêng một bài và xin chào tất